Giảng tòa nhân sanh hạnh phúc Làm thế nào để trở thành một người tốt chân thật đúng như Pháp Người giảng Thầy giáo Thái Lệ Hút Số 1 Tổ tiên xa xưa 4.500 năm trước Giáo dục con cháu của họ như thế nào Số 2 Thực hiện giáo dục đức hạnh như thế nào Số 3 Quy tắc nhân sanh đầu tiên đề tự quy Ngày 20 tháng 11 năm 2004 Thành phố Hải Khẩu, Trung tâm dở Lòng Quốc học Hiếu Liêm 33 Xin chào các bạn, chào mọi người Chúc một buổi sáng tốt lành Nội dung Chúng ta hôm qua bàn đến là Trất dục Trừng phẫn trất dục Giận dữ Chúng ta hôm qua đã báo cáo qua với các vị Nên đem giận chuyển thành tha thứ Chuyển thành khoan thứ có cái tâm khoan thứ có cái tâm bao dung có cái thái độ nhẫn nại là có thể quá giải rất nhiều sự việc thậm chí là bởi do chúng ta khoan thứ bao dung mà có thể đánh thức cái tâm hổ thẹn với người khác tiếp sau đây giảng rất dục rất là tiết chế bởi vì dục vọng không thể để nó phát triển một cách vô bờ bến Tổ tiên xưa Trung Quốc chúng ta nói Dục là Dực thẩm Cái dực thẩm này khi bước vào sẽ rơi xuống Tan xương nát thịt Các vị bằng hữu hiện nay Ở trong xã hội là tình hình vật dục Lan tràn rất nhiều Sở dĩ rất nhiều người bởi vì không có tiết chế dục vọng tạo thành kết quả gì vậy tan nhà mất mạng quả thật là sự té ngã tan xương nát thịt không chỉ mình bị té ngã tan xương nát thịt thậm chí là những tổn thất tài sản mà do mình gây nên còn phải khiến vợ và con phải gánh chịu thậm chí là bởi vì mình háo danh bởi vì lộng quyền nhất thời Mà gây nên cảnh thê lương dạng cổ Ngay cả con cháu Cũng phải gánh chịu cái khổ quả này Ngay cả tổ tiên Cũng phải xấu hổ Trong lịch sử có rất nhiều đại tham quan Giống như hôm trước Tôi vừa mới đến Hàng Châu Bên cạnh ở trong Tây Hồ Có miếu Nhạc Phi Miếu Nhạc Phi thì Có rất nhiều phong cảnh trong đó có một điểm là tầng cối và vợ của ông quỳ ở nơi đó có rất nhiều người đều mắng chửi họ thậm chí là còn nhổ nước bọt lên họ cho nên đời người không nên vì tham tài tham danh tham quyền nhất thời mà tạo nên cái lỗi lầm lớn như vậy còn phải để lại tiếng xấu muôn đời như vậy thì không sáng suốt cho nên người phải biết tiết chế dục vọng chúng ta không thể nói lập tức liền khế nhập vào trạng thái không có dục vọng được nhưng mà chúng ta phải thật hiểu rõ một người không tiết chế dục vọng họ nhất định sẽ bành trướng rất nhiều người nói tôi hôm nay không có tiến bộ tôi hôm nay cũng không có thói bộ có được hay không không thể Học như đi thuyền ngược nước thông tiến Ác lùi Cho nên ở trên kinh điển có nói Đạo quân tử phát triển Thì đạo tiểu nhân tiêu Đạo quân tử tiêu Thì đạo tiểu nhân phát triển Các vị bằng hữu ai là quân tử Ai là tiểu nhân Đức hạnh của bạn chính là quân tử, dục vọng của bạn chính là tiểu nhân. Nếu như dục vọng của bạn không tiết chế thì đạo tiểu nhân sẽ phát triển, đạo quân tử của bạn bị tiêu. Cho nên mỗi ngày quân tử, tiểu nhân đều có lên xuống. Rốt cuộc chúng ta là để cho quân tử đi lên hay là để cho tiểu nhân của chúng ta, tập khí của chúng ta nắm quyền? Cái này bạn mỗi ngày đều phải hạ công phu. Làm sao tiết chế dục vọng Thông thường mà nói Dục vọng nổi bật nhất là ngũ dục Năm loại dục vọng Chúng ta nói Tài sắc danh Thực thùy Đây là ngũ dục Năm loại dục vọng Mấy hôm nay xem báo chí Rất nhiều vụ án nổi điên giết người Đều xảy ra ở đâu vậy? đều ở trong nhà giàu sang quyền thế vì sao vậy tài lộ ra rồi khi tài lộ là rất nguy hiểm rất nguy hiểm cho nên một người làm sao giữ được tài đây là trí huệ trí huệ rất là quan trọng tục ngữ trung quốc thường nói giàu không quá mấy đời ba đời cái tài này của bạn lộ ra ngoài như vậy con cháu đời sau của bạn học được cái gì học được tiêu tiền học được quan phí cho nên tài nhất định không thể qua được ba đời thật ra câu nói này cần phải đổi lại một chút ở cái thời đại này của chúng ta không cần nói ba đời ngay cả một đời cũng không thể bảo đảm được bởi vì người hiện nay không hiểu được nhân thật của giàu có họ không biết bố thí tài được giàu có lại nữa bởi vì người hiện nay không trọng đức hạnh cười người nghèo chứ không cười kẻ làm gái điếm cho nên luôn luôn người có tiền Liền cậy tài khinh người Tự đánh giá mình quá cao Cho nên bỗng chốc đem toàn bộ tài sản Đều lụng bại sạch Hải khẩu của chúng ta vào hơn 10 năm trước Mở cửa toàn bộ kinh tế Rất nhiều người Cũng mang theo mấy ngàn dạng đi đầu tư Ở trong thời gian rất ngắn ngủi Toàn bộ đều mất sạch Sau đó Tiêu xài cái danh cái sắc này Thấy đều bị tiêm nhiễm vào rồi Cho nên một người không có đức Thì tài nhất định sẽ không thể Giữ vững Tiên sinh Tư Mã Quang Ở trong lời khuyên răng con cháu của ông Có một đoạn nhắc nhở rất quan trọng Ông nói để tiền của lại cho con cháu Con cháu chưa chắc giữ được Để sách vở lại cho con cháu con cháu chưa chắc đọc được Có bằng Ở trong âm thầm tích lũy âm đức Để làm kế lâu dài Cho con cháu Cho nên Tư Mã quan Có thể nhìn rất sâu Nhìn rất xa Để lại tiền Con cái chỉ biết tiêu xài Để lại sách Nó lại không nhất định sẽ biết đọc Nhưng ở trong âm thầm để lại âm đức Có thể che chở cho con cháu Chúng ta nói là nhà thích thiện ắt có thừa điều tốt, giả lại ngoài thích âm đức ra, còn có một điều quan trọng hơn nữa, trong lúc bận làm cha mẹ, đang làm việc tốt, khí phách ngôn ngữ hành vi của họ đã cấm rễ trong đầu óc của con cái họ rồi. Cho nên phúc châu Có một vị trưởng giả là băng tâm lỡ nhân. Bà có nhắc đến phụ thân của bà trước đây là một sĩ quan trong hải quân. Nhưng mà phụ thân của bà Ngay cả một tờ giấy nhỏ Chỉ cần là của công Thì tuyệt đối không dùng riêng cho mình Cho nên khi làm cha Làm người lớn Làm đến mẫu mực như vậy Con cái thấy Con cái từ nhỏ Đối với những hành vi đúng này Trong lòng sẽ nảy sinh Ý tôn kính Cho nên suốt đời Cũng không thể quên Cho nên phải làm mẫu mực tốt Phải tích âm đức dày Mới là kế lâu dài cho con cháu cho nên chúng ta đứng trước của cải cần có thái độ đúng đắn bạn xem gần đây nhà giàu sang xảy ra vụ án giết người hàng xóm bên cạnh đó có giúp đỡ hay không đều không có bởi vì người hiện nay đều có tiền sau khi có tiền rồi sẽ dễ coi thường người khác kiêu ngạo khi coi thường người khác không có thái độ khiêm cung thì sẽ không được người khác tôn kính cho nên tục ngữ nói một nhà nó ấm ngàn nhà oán người trong nhà đó ăn rất no người bên cạnh đều rất đói vì cách nhìn của những hàng xóm bên cạnh đó đối với chúng ta là thế nào người này là làm giàu bất nhân đều không có nghĩ cho người khác không có nghĩ cho xã hội cho nên khi cái bầu oán khí này dần dần tích lũy Đến khi nhà bạn xảy ra chuyện Có người nào đến giúp bạn hay không Đúng lúc nhà bạn xảy ra cháy Họ nhìn thấy Còn ở đó cười cười nói Cháy là phải rồi Ông trời có mắt mà Cho nên đời người đều có lên xuống Bạn nên rộng thí ân đức Thì trong lúc xa cơ Mới có thể được mọi người giúp đỡ cho bạn Cho nên ở trong đại học Vậy chúng ta thái độ đúng đắn đối với của cải gọi là tài tán nhân tụ tài tụ bạn keo kiệt rồi sẽ như thế nào người đều đi hết bạn không thể có được sự yêu quý giúp đỡ của người khác đến lúc bạn thật sự gặp nguy nan là kêu trời trời chẳng thấu gọi đất đất cũng chẳng nghe cho nên tôi mấy hôm nay hôm trước có nêu một cái thí dụ vào thời gian đầu năm dân quốc có một vị phú thương Ông đã tích lũy được 30 triệu đồng Đó là số tiền lớn Nhưng mà sau khi cho 10 người con cháu của ông Thì đời sau đó toàn bộ lụng bại sạch Có người còn rơi vào cảnh ăn mài Có một số người đức hạnh coi cũng được Vẫn là giống nhau Rất nhiều nguy nan ập đến báo Vì sao vậy? Nhà tích bất thiện Ác thừa tai ương Khi người bên cạnh bạn đều sắp có người đói chết đến rồi Bạn nghe cả tiền cũng không muốn đem ra bố thí Thế là đã tổn giảm phúc phần bạn rồi Người hiện nay có một cái quan niệm sai lầm Họ cảm thấy tiền tranh được chính là gì vậy? Là năng lực của bản thân tôi tranh được Các vị bằng hữu câu này rất buồn cười Hôm nay một mình bạn đi ra làm sao tranh tiền Nếu không có nhiều người Thí dụ nói hỗ trợ chúng ta Như người phục vụ chúng ta như vậy Thì đời sống của bạn sẽ sống như thế nào Không có ông chủ thì công việc của bạn làm sao Có phải không Không có khách hàng đến ủng hộ chúng ta Thì việc buôn bán của bạn làm sao Toàn bộ xã hội Chúng ta nói quốc gia xã hội Là một thể hỗ trợ có rất nhiều người mới có thể thành tựu nên sự nghiệp của bạn Có rất nhiều người cho đi mới có thể khiến cuộc sống của bạn vô lo cho nên là một thể hỗ trợ cho nên cần có thái độ đúng đắn là lấy của xã hội phải dùng cho xã hội đây mới là thái độ quản lý tiền bạc đúng đắn đối với quần chúng đối với xã hội cho nên họ cảm thấy đó là tôi tự mình kiếm được người như vậy đều rất ngạo mạn người như vậy bảo đảm bất hiếu với cha mẹ bởi vì họ cảm thấy tôi đời này có nhiều tài năng như vậy cũng là do bản thân tôi Nỗ lực mà có Họ đã quên rằng mấy mươi năm là do cha mẹ dung bồi Là do thầy cô dịu dắt Là rất nhiều bạn bè có duyên khích lệ Và khẳng định cho họ Họ đã quên mất rồi Cho nên lúc chúng ta có của cải Phải nhớ là Đây là do nhiều người Đây là do xã hội thành tựu cho chúng ta Cho nên cần phải rộng thí Ân đức cho những người rất nghèo khó này cho nên khi họ hiểu được loại thái độ này thì gia đình của họ trưởng dưỡng được cái phong khí nhân từ và hài hòa cho nên khi nhà của họ bị cháy thì tất cả những người đã từng được họ thí ơn đức nhanh chóng như thế nào vậy có cơ hội báo đáp rồi nhanh chóng xách nước đến cứu quả cho nên tài tán tiền không phải mất rồi tiền biến thành cái gì vậy biến thành tất cả ân đức cho người rồi những ân đức này người ta là niệm niệm luôn nghĩ muốn báo đáp chỉ cần bạn là người giúp đỡ chân thành thì người ta niệm niệm luôn nhớ đến khi có được cơ hội nhất định sẽ giúp bạn một tay nhất định sẽ giúp bạn ngay cho nên khi cơ hội hiện tiền họ nhất định sẽ giúp đỡ bạn thậm chí là món hàng bạn bán tuy ở rất xa họ cũng muốn đến mua với bạn không muốn mua với người khác cho nên chúng ta đối với của cải nhất định phải hiểu Bố thí tài Mới là nguyên nhân chân thật Của được giàu có Nhưng mà sau khi Bạn xả sẽ được Sau khi được rồi Phải xả tiếp Sau khi bạn xả rồi Nhận được trở lại Còn lãi thêm Không phải ngân hàng thêm lãi suất Mà người thi ân đức Còn được thêm lãi suất Tiếp tục trở lại cho nên đây là thật sự hiểu rõ nhân đích thực của giàu có cho nên chúng ta tuyệt đối phải dùng loại nhân đức này để kinh doanh của cải mới là tấm gương tốt nhất cho con cái bạn nếu như bạn đều là đem của cải cứ mãi tiêu xài cứ mãi mua đồ con cái của bạn chỉ cần từ nhỏ học như vậy bảo đảm tiền của bạn sẽ hao rất nhanh bởi vì chúng ta nói tiền tài là của chung năm nhà bạn đừng cho rằng nhà cửa đều ở trong tay của bạn năm nhà nào vậy Khi thủy tai đến Thì nhà cửa của bạn Đều biến mất Nhưng mà tại sao thủy tai đến như vậy Không phải rút thăm Lòng người hiền lành Thì mưa thuận gió hòa Lòng người tham lam Lòng người nổi giận Thì thiên tai nhân họa Lũ lượt kéo đến Cho nên cái này chúng ta phải hiểu rõ Ở trong Trung Dung nói Họa phước tương trí Một người họa phước sắp đến Xem cái gì vậy Thiện Ác tự biết trước Bất thiện Ác tự biết trước Người hiện nay sống rất hồ đồ hồ đà Vì gì xảy ra cũng làm Không rõ ràng Người có học trước đây Người có sự tu dưỡng như nhìn thấy Bạn gần đây Có thể có chuyện gì sắp xảy ra cho nên quả phúc Của con người từ thiện ác là có thể nhìn ra Quả phúc Của một con người từ thiện ác có thể nhìn ra được Vì một xã hội thì sao Một quốc gia thì sao Cũng nhìn ra được giống như vậy Cái mà Ở trong Trung Dung nói Quốc gia tương hưng Tất hữu trinh tường Quốc gia tương vong Tất hữu yêu nghiệt Chúng ta rất vui mừng Thấy mấy năm nay chính phủ của chúng ta vô cùng xem trọng đức hạnh Vô cùng xem trọng giáo dục đức hạnh Ở trong toàn bộ thanh thiếu niên Và toàn bộ hệ thống giáo dục Đây là thời cơ tốt cho quốc gia Muốn hưng dưỡng Đương nhiên không thể chỉ có quốc gia ra làm Điều quan trọng hơn là Mọi người Cùng nhau làm Bởi vì mỗi người mỗi một gia đình Chính là một đơn vị nhỏ của toàn xã hội khi mỗi một đơn vị nhỏ đều có thái độ như vậy nhận thức như vậy tự nhiên mọi người cùng ý chí thì sức vững như thành phong khí xã hội liền có thể có sự thay đổi rất tốt cho nên thiên tai rất nhiều không phải để oán trách cũng không phải để oán trời trách người mà thiên tai cần phải bắt đầu chuyển biến từ tâm chuyển biến từ tâm người ở trong cuốn sách của tiến sĩ gian bổn thắng ông có nhắc đến trạng thái kết tinh của nước sẽ ảnh hưởng đến nó trật tự hiện ra của toàn bộ nước khi cái dòng lũ lụt đó đến những dòng nước đó đều rất xấu xí khi cái dòng nước này rất trong suốt thì kết tinh của nó là rất đẹp cho nên tâm người có thể ảnh hưởng đến trạng thái của toàn bộ nước trong tự nhiên cho nên họ liền đến một cái hồ rất dơ bẩn để làm thực nghiệm mấy trăm người ở trong một cái hồ ô nhiễm rất nghiêm trọng bắt đầu nói chuyện với nước khích lệ cho nó tán thưởng cho nó thậm chí là tập trung sức mạnh của vũ trụ để chúc phúc cho nó kết quả cái nước này qua mấy ngày sau đã xuất hiện trạng thái trong suốt mà mấy chục năm nay chưa từng nhìn thấy cái này trong quyển sách nước biết đám án của cuộc sống có ghi chép rõ ràng Cho nên quả thật là Không nên tìm cầu ở bên ngoài Gia đình cũng tốt, xã hội cũng tốt Nhất định phải tìm cầu từ trong Tâm lương thiện của mỗi con người Thì gia đạo mới có thể hòa thuận Xã hội Mới có thể hưng dượng Cho nên thủy tai và quả tai Có thể làm tiêu hao hết tiền của bạn Nhưng mà bạn chỉ cần tích âm đức thì những tai nạn này có thể hóa giải hết bạn không nên cho rằng tai nạn quá giải hết rồi đều là ây da dựng bay tốt rất ngẫu nhiên cái đó đều là có nguyên nhân của nó ở trong đó chúng ta đợi lát nữa trong lúc giảng hành thiện tôi sẽ nêu tiếp mấy cái thí dụ thực tế để cho mọi người làm nghiên cứu thảo luận trộm cắp kẻ trộm cắp lấy tiền của bạn nghe nói hiện nay ở hồng kông nạn trộm cắp rất nhiều Giả lại còn ở nơi khác đến Cho nên bản thân chúng ta Cũng cần cẩn thận nhiều hơn một chút Nhưng mà thật ra kẻ trộm cũng rất đáng thương Họ không có học được Làm thế nào thật sự kinh doanh của cải cho mình Thật ra đồ của họ mà trộm được Có thể đều là những cái mà trong mạng họ có Nhưng mà vốn dĩ trong số mạng họ Phải có của cải là 5 triệu Bởi do họ dùng cách thức mà trộm nên bị tổn giảm hết rồi Có thể chỉ còn lại một triệu Nhưng mà họ vẫn chưa có đợi đến lúc kiếm được một triệu này Đã phạm pháp nhốt lại rồi Cho nên cái này gọi là tiểu nhân oan uổng làm tiểu nhân Cho nên giáo dục quan trọng Một người không hiểu giáo dục, không biết làm người Thì cả đời không biết đã làm tổn hại cho mình bao nhiêu phúc phận Không biết đã phá hủy cuộc đời của mình bao nhiêu rồi cho nên cái này quá quan trọng Tiếp đến quan Tham quan ưu lại Lấy tiền của bạn Đủ thứ thuế Khi rất nhiều loại thuế đều áp đặt lên cho bạn Thì tiền của bạn Cũng đều bị tiêu hao hết Nhưng mà chúng ta cũng không nên đi oán trách Nếu như là có tham quan ưu lại Bạn oán trách cũng vô ích Tham quan ưu lại từ đâu mà ra vậy Khi người dân đều có năng lực phán đoán thì tham quan ưu lại không dám kinh xuất. Và tham quan ưu lại cũng là từ gia đình, từ nhà trường mà ra. Cho nên nếu như tham quan ưu lại nhiều là đại biểu gia đình không có gì tốt, nhà trường không có gì tốt. Cho nên chúng ta nói rất nhiều ngành nghề. Điều căn bản nhất nhất định phải xây dựng đức hạnh. Thầy không có đức sẽ nguy hại đến học trò, thầy thuốc không có đức. Sẽ nguy hại đến bệnh nhân, cảnh sát không có đức. Quan chức không có đức. Thì toàn bộ phong khí xã hội toàn bộ nhân tâm đó thật là vô cùng khủng hoảng. Cho nên các vị bằng hữu, gốc rễ của giải quyết vấn đề vẫn là ở giáo dục, vẫn là ở chuyển đổi lòng người hướng thiện. Chúng ta vẫn là phải bắt tay làm từ Nguồn gốc Bởi vì cái thời đại này oán trách Không có tác dụng Giờ lúc này nổi giận cũng không có tác dụng Phải bắt đầu làm từ mỗi người chúng ta Phải bắt đầu cứu từ mỗi gia đình Cuối cùng Cái này lợi hại nhất Bốn cái phía trước vẫn không có uy lực lớn như thế này Con chẳng ra gì Xài tiền nhất định sẽ không biết nỗi vất giả của kiếm tiền cho nên phải thường xuyên để con cái tự mình toay luyện. Chúng tôi có quen biết một cô giáo, con gái của cô mới khoảng chừng 19 tuổi. Đúng lúc vào tháng 7 mùa hè, đi tham gia khóa trình giảng 5 ngày. Sau khi tham gia xong trở về chuyển biến rất lớn là bắt đầu làm việc giúp mẹ. Bởi vì mẹ của em đã mở một lớp bổ túc. Cuối cùng khi làm việc như vậy Mẹ của em thấy em cũng làm việc rất chăm chỉ Làm gần 2 tháng Đã cho em 800 đồng Coi như là tiền lương Cuối cùng trải qua hai tháng trở về Mẹ của em hỏi 800 đó của con đã tiêu xài chưa Em nói con không nỡ tiêu xài Em nói con kiếm tiền quá dứt vả Em nói trước đây Nhìn thấy đôi giày đó 500 đồng Mắt chưa kịp chớp là đã mua nó rồi Bây giờ mới biết kiếm tiền rất khó khăn Ngay cả 200 đồng cũng không nỡ mua cho nên để con cái đi toi luyện đi khắc khổ nó mới biết kiếm tiền không dễ dàng nếu như bằng lúc nào cũng đều cho nó tiền tiêu xài nó hoàn toàn không xem tiền là tiền lúc này chỉ cần nó hình thành kiểu thói quen phung phí thì bạn suốt đời này kiếm tiền nhiều đi nữa cũng không thể chịu nổi nó tiêu xài cho nên tục ngữ nói một người tiết kiệm thì giàu xa xỉ rất dễ một người cần kiệm muốn trở thành rất xa xỉ không khó chỉ cần dắt họ đến hồng kông đi mấy vòng chúng tôi nói muốn luyện định công của một người đến hồng kông là rất tốt chúng tôi mấy hôm nay cũng đi ra luyện xem có như như bất động hay không thật sự khi đi qua đều là đồ lấp la lấp lánh nào là đồng hồ nào là châu báu rất nhiều thứ tiền cũng tốt đồ cũng tốt đủ dùng là được rồi cái gọi là biết đủ thường vui cho nên khi em nhỏ này nó đã xa xỉ rồi là từ xa xỉ vào tiết kiệm khó quá khó cho nên khi một người sau khi xa xỉ bảo đảm họ không có cách gì dẫn dắt gia đình tốt được bởi vì ngay cả bản thân họ còn ăn không no ngay cả bản thân họ còn không có cách gì chăm sóc tốt Lại đi lập thành gia đình Đó chỉ là tăng thêm gánh nặng cho gia đình Cho nên kiệm Là gốc của trị gia Cần là gốc của dẫn đến giàu Siêng năng mới là gốc của dẫn đến giàu có Và cần kiệm Là gốc rễ của gìn giữ gia đình cho nên trung quốc mỗi một lời giáo huấn đều có thể ảnh hưởng đến một con người ảnh hưởng một gia đình rất lâu dài cho nên những quan niệm này chúng ta không thể không biết cũng không thể không cố gắng nỗ lực thực hiện cố gắng mà hướng dẫn thế hệ sau cho nên cái con cháu chẳng ra gì này không cần đến nó đã phung phí vô độ bạn mới trở nên hối hận đến lúc đó là không kịp rồi cho nên giáo dục con cái nhất định phải biết lo xa nghĩ rộng phải nhìn được sở dĩ hiện nay rất nhiều bậc cha mẹ nỗ lực cả đời đến cuối cùng xuất hiện đứa con chẳng ra gì bảo đảm tuổi về chiều của họ rất khổ cho nên giáo dục cần cố gắng suy nghĩ thật cẩn thận cho nên hiện nay bệnh ung thư Tại vì sao nhiều như vậy Bởi vì đời người kinh doanh sai rồi Có rất nhiều chuyện đau lòng Rất nhiều chuyện khiến bạn Trăn trở khó ngủ Dùng ép tế bào của bạn Đều trở nên bệnh rồi Cho nên chúng tôi hôm qua có nhắc đến Có một bậc phụ huynh Ông đã phát biểu qua một bài văn Là bậc phụ huynh của sinh viên đại học Nam Kinh bởi vì con của ông sau khi học đại học rồi Xài tiền rất dữ Đã gửi ba bức thư gặp chung lại Có thể chỉ là một trang điện báo Nhưng mà nét chữ ngoệt ngoạt Trong đó chỉ có ba chữ đặc biệt rõ ràng Ba chữ là cùng một chữ tiền Viết đặc biệt rõ ràng Hơn nữa khi sinh còn nói với cha mẹ của cậu Cậu nói cha mẹ của người khác cho tiền là rộng rãi như vậy Sao cha mẹ lại keo kiệt như vậy chứ Vị phu huynh đầy giết Nó giống như là cầm dao Đâm vào tim ông một nhát vậy Đâm xong rồi còn lấy muối sắt Lên Cho nên ông nói Ông đối diện với người con của ông cảm thấy là Giống như vừa quen Vừa xa lạ vậy Chỗ quen biết là cái khuôn mặt của nó Cái hình thể bên ngoài của nó Cái xa lạ là gì người con này đang nghĩ cái gì tôi không cách gì hiểu và điều khiển được bởi vì dục vọng khi mở ra thì tốc độ đọa lạc của lòng người không phải cái mà bậc làm cha mẹ có thể tưởng tượng được nhưng mà xin thưa các bạn trách ai trách xã hội trách xã hội là quá xa rồi bậc làm cha mẹ thật sự người không học sẽ không biết nuôi mà không dạy dỗ là lỗi của cha mẹ. Cho nên bậc làm cha mẹ không thể không học, phải học làm cha, học làm mẹ. Vậy con không phải nuôi cơ thể nó lớn thế là vậy xong rồi, còn phải dạy nó thiện, còn phải dạy nó làm người, làm việc, cái này mới là gốc rễ chính của giáo dục. Cho nên chúng ta nhìn thấy rất nhiều quả ác hiện nay của xã hội Bạn thật không nên xem như bình thường Từ những quả ác này Chúng ta phải thấy người ác Liền soi lại Không nên để quả khổ quả ác như vậy Xảy ra ở trên thân chúng ta Không nên để quả ác như vậy Lại xảy ra ở thế hệ sau chúng ta Ở trên thân học trò chúng ta Đây là trách nhiệm và sứ mệnh của làm người cho nên tiền của đủ dùng là được rồi cái gọi là biết đủ thường vui tôi thường hay hỏi bạn bè tôi nói chúng ta xem rất nhiều kịch ở trên truyền hình hoặc giả nhìn người ta đang nói chuyện đều nói đời người cần phải đại phú đại quý Thế tôi liền hỏi họ Xin hỏi bạn cảm thấy như thế nào là phú Sao gọi là quý Cái gì bằng hữu thế nào là phú Mười triệu có phải là phú hay không Năm mươi triệu có phải là phú hay không Nói thật ra quả thật là Tiền chỉ là một cái con số mà thôi bạn nói của cải của lý gia thành chẳng phải là một con số mà thôi sao ông có xài đến không ông không thể xài đến ông hiện nay nghĩ không phải ông có bao nhiêu tiền việc ông hiện nay nghĩ là trách nhiệm của ông ông phải chăm sóc bao nhiêu người ông phải chăm sóc kế sinh nhai của bao nhiêu gia đình đó mới là việc ông đang nghĩ đến nếu như ông không phải nghĩ như vậy thì ông không thể có của cải nhiều như vậy được cho nên ở trong thương đạo nói, làm buôn bán không phải kiếm được tiền bạc. Buôn bán lớn chân thật là thu được lòng người, là thật sự có thể mua cầu lợi ích cho nhân viên, đem lại hạnh phúc cho gia đình của họ. Đây mới là người biết làm buôn bán chân thật. Cho nên khi một người tâm rất tham, họ có 10 triệu nhìn thấy người khác có 30 triệu, họ mỗi ngày cảm thấy mình rất nghèo. Khi họ có 50 triệu, người ta lại có 100 triệu, họ lại cảm thấy mình nghèo túng đến cực độ. Cho nên khi một người có tâm tham thì họ không thể cảm thấy được mình là người giàu có. Cho nên người giàu chân thật vẫn là ở biết đủ. Người biết đủ luôn luôn cảm thấy mình rất đầy đủ. chúng ta đi ở bên đường nhìn thấy một tiệm mì chúng ta ăn một tô mì cũng cảm thấy rất thỏa mãn mỗi ngày làm việc bổn phận của mình ngước lên không thẹn với trời cúi xuống không hộ với đất trong lòng rất thỏa mãn sẽ không cảm thấy trống rỗng cũng sẽ không cảm thấy thẹn với người khác cho nên khi nội tâm chúng ta rất đầy đủ đi vào công viên cửu long nhìn những cây này cũng cảm thấy rất là hạnh phúc Lúc nhìn cũng có thể học tập Bởi vì trời đất dạng vật cũng là thầy của chúng ta Các vị bước vào cửa Chính là công viên Cửu Long Nhìn thấy cái hàng cây cổ thụ Chọc trời đó Các vị bằng hữu học được điều gì Bạn xem có cành cây nào đâm thẳng như thế này hay không Không có Mỗi một sợi rễ là gì vậy Đây là giống như đời người vậy Không thể thuận bùm xuôi gió Lúc không thể qua được Cần phải chuyển mặt thì sao Thì chuyển một chút Chuyển mặt một chút là tiếp tục đi lên rồi Cho nên người không nên quá thẳng Trên ngôn ngữ trên hành vi Cần phải chuyển Thì bạn phải trước tiên lách qua Ở trước mặt bạn Cái người thân này Họ trước mặt là không thể cử động được Việc gì bạn lại làm căng với họ chứ Hãy lách qua một chút Đi lên phía trước Bạn nên đi ra con đường thênh thang Cuối cùng họ sẽ như thế nào Người đó đi rất hay Mà mau đi theo họ vào lúc này nói họ đã không nghe Bạn vẫn cứ cố kéo họ đi Bạn mệt chết đi được Mà họ cũng không vui Cho nên người Phải biết thuận theo thời thế Mà làm Cho nên khi chúng ta luôn luôn biết đủ Ăn cái gì cũng thấy hạnh phúc Nhìn cái gì cũng thấy vui cái cuộc sống đó chẳng phải sống rất khỏe sao cho nên người hiện nay làm cho cuộc sống phức tạp không thể tả rồi đã khiến mình bị suy sụp rồi còn khiến cho người xung quanh bị suy sụp theo cho nên người biết đủ là giàu có con người tại vì sao cần danh vậy muốn để người khác tôn trọng bạn muốn để người khác xem trọng bạn đi tham gia hội nghị ngồi ở chỗ nào vậy nếu như người ta không xứng danh của chúng ta trong tâm chúng ta rất không thoải mái có mệt hay không vậy đời người rất rõ ràng như vậy rõ ràng cả đời đến cái thế gian này thì lúc ra đi cũng cần phải thanh bạch nhẹ nhàng thoải mái sao lại nhiễm nhiều tập khí như vậy chứ mệt chết đi được cho nên rất nhiều người bởi vì cái danh này mà đã trải qua trả cái giá rất lớn rất nhiều người làm chủ quản khi về nghỉ hưu cũng không thể sống lâu được tôi quan sát thấy phái nữ sau khi về hưu sống tương đối lâu phái nam chỉ cần là làm quan lớn hoặc giả là ở trong xí nghiệp làm chức vụ rất cao thì sống tương đối ngắn bởi vì Phái nữ khi về hưu Họ đối với loại Quyền lực này lập tức tương đối buông xả được Cho nên khi vào trong công viên Có thể ca hát dạy búa với người ta Tâm trạng rất vui vẻ Vì vậy sau khi về hưu Có thể cũng trước tiên trẻ lại từ 3 đến 5 tuổi Phái nam thì khác Tôi là tổng giám đốc Tôi là chủ tịch hội đồng quản trị Đi vào trong công viên cũng không có người nào nhìn họ Trước đây mỗi người nhìn thấy họ Xin chào tổng giám đốc Xin chào chủ tịch hội đồng quản trị sau đó đến lúc ngày lễ còn phải đi tặng quà cho họ họ còn tỏ vẻ đây là quan nào cứ để ở đó là được rồi rất mệt cho nên lúc làm quan lúc có quyền lực là trước cửa người đông như trảy hội để đến khi họ cởi bỏ quan chức rồi thì cửa nhà vắng vẻ chỉ có một vài con chim ở đó mổ tìm thức ăn chẳng có người nào đến tìm họ nữa cái cảm giác đó hụt hẫng Nhưng mà con người là thích theo đuổi những thứ hư ảo Một chút cũng không thực tế là hư ảo Tất cả người này tân bốc họ như vậy thật là Giả hay là thật là giả Đời người đều là thích theo đuổi cuộc sống phù phiếm Nội tâm của họ một chút cũng không thực tế Khi cuộc đời họ thật sự bị sụp đổ rồi Người nào là bạn của họ vậy? họ hoàn toàn không có nắm chắc họ cũng không biết cho nên cái danh đích thực quý đích thực tuyệt đối không phải bởi vì bạn có quyền lực bạn có của cải mà là bạn thật sự giúp đỡ người khác từ trong tâm quan tâm người khác từ trong tâm bạn cái danh này bạn không cần nó cũng tự đến cái quý này của bạn mới là quý nhân chân thật cho nên danh quý danh quý thế nào mới là quý nhân chân thật vậy người ta từ trong nội tâm tôn kính bạn đó mới là quý chân thật Cho nên người xưa Nhiều vị đế dương như vậy Bạn còn nhớ được mấy người Loại quý này là thoảng qua Như mây khói Nhưng mà hôm nay Nếu như bạn đi đến nhà kỷ niệm lâm tắc tự Bạn sẽ bỗng nhiên Sanh kính trọng Bạn ngày nay bước vào miếu khổng tử Bạn nhất định bỗng nhiên Sanh tôn kính nhưng mà bạn ngày nay nếu như bước vào một cái Thí dụ đó một vị hoàng đế triệu đường nào đó bạn cũng không thể kính họ Đương nhiên đường Thái Tông bạn phải kính Đường Thái Tông không chỉ là có quyền quý của ông mà thôi Ông còn giúp người Trung Quốc làm được rất nhiều chuyện bất hủ Cho nên thật sự có thể khiến người ta kính phục Nhất định là có thể lợi ích cho người khác Giả lại trong lúc làm là toàn tâm toàn ý Thì sự tôn kính của người khác đối với bạn Sẽ siêu dược thời không Cho nên Phạm Trọng Im là người phú quý chân thật thế gian chúng ta hiện nay có người phú quý chân thật hay không gì nữ sĩ hứa triết là người phú quý chân thật không có người nào phú quý hơn bà bà có tiền hay không bà nói trên người bà đều không có tiền thế người ta biết bà làm việc tốt đều tặng tiền cho bà bà nói bà vừa bỏ vào chưa được mấy hôm lại thế nào xem chỗ nào đang cần thì lập tức tặng lại ngay bà nói người ta đem tiền cho tôi là do tín nhiệm tôi hy vọng có thể đem số tiền này đi giúp đỡ nhiều người hơn nữa cho nên bà lập tức bên này nhận thì bên này cho đi cho nên trên người bà không có tiền nhưng mà bà biết đủ bà sống không thiếu thốn rau của bà đều là người ta tặng cho bà y phục của bà đều là nhạc từ trong thùng rác cái gì bằng hữu sao bà đi nhặt trong thùng rác vậy đây là có đạo lý rất sâu người có trí huệ một cái cử động tay một bước chân đều phải khiến chúng ta có tấm gương học tập cái thứ nhất bởi vì singapore cái nơi này rất giàu cho nên y phục nhất vào trong thùng rác có bị rách chưa vậy có thể đều không bị rách cho nên là một tấm gương để người thế gian biết quý trọng vật phẩm tiết của cho nên bà nói y phục này của tôi đều là do nhặt được đây là cái thứ nhất cái thứ hai còn có một cái dụng ý ở tầng sau hơn nữa bởi vì người mà bà tiếp xúc đều là người rất nghèo khó khi bà mặc áo dài đi giúp đỡ người rất nghèo khó thế thì người nghèo lập tức lùi lại ba bước ồ tay của tôi sẽ làm dơ bẩn bà nghĩa của tôi sẽ làm dơ bẩn bà người ta bị áp lực rất lớn đã muốn hỗ trợ người muốn giúp đỡ người nhất định phải khiến người ta cảm thấy rất tự tại rất gần gũi cho nên khi bà mặc y phục đều giống như họ vậy họ thấy rất thoải mái cho nên chúng ta nhìn thấy ở trong ảnh nữ sĩ hứa triết trong lúc đi chăm sóc những người này họ lập tức ở đó nhảy lên vui mừng Giống như nhìn thấy người thân của mình vậy Cho nên quả thật là Nữ sĩ hứa triết là người Phú quý chân thật Cho nên bà không có tiền Bà cũng không có địa vị Quy quyền Nhưng mà bà lại là nhân vật quốc bảo của Singapore Cho nên đời người Phú quý chân thật Nhất định phải xây dựng ở trên phú quý chân thật Chứ không phải đeo đuổi phú quý Hư vọng tổ tiên xa xưa nói xưa nay phú quý đều là mộng chưa có thánh hiền nào mà không đọc sách cho nên thật sự đọc sách làm tăng trưởng học vấn tăng trưởng đức hạnh mới có thể khiến bạn thật phú thật quý cái gọi là phúc hữu thi thư khí tự hoa khí chất của bạn cũng trở nên rất cao quý tốt rồi chúng ta hãy xem tiếp ở trong dục cái sắc này cũng rất nghiêm trọng sắc có thể khiến con người đọa lạc có thể khiến một gia đình bị hủy hoại có thể khiến một đất nước thất bại cho nên tôi đã từng diễn giảng với học sinh trung học cơ sở tôi nói cái sắc này tại vì sao không tốt vậy học trò nói bởi vì trên đầu chữ sắc có con dao rất nguy hiểm chỗ này có con dao trẻ con rất là thú vị chúng có cách lý giải của chúng chữ trung quốc là chữ hội ý ở trong chữ đã nhắc nhở cho bạn rất nhiều mà vẫn xem không hiểu cho nên tôi liền dẫn một số câu chuyện trong lịch sử cho các em nghe đời Nguyên tông trước khi vẫn chưa có gặp được dương quý vi là khai nguyên chi trị là quốc gia hưng thịnh sau khi gặp được dương quý phi đã gây nên tai nạn rất lớn cho điều đường dẫn đến cuộc nổi loạn của an sử suýt chút nữa là quốc gia bị quỷ hoại rồi quốc gia quỷ hoại không phải là một người chịu khổ là tất cả thần dân đều chịu khổ cho nên người là một vị quân dương nhất định phải nghĩ là không phải ta tốt là được thần dân của ta có tốt hay không mới là trọng điểm cuối cùng bởi vì ham yêu một người nữ mà khiến cho dân chúng lầm than cho nên đường huyền tông những sách thánh hiền trước đây học đến chỗ nào rồi vậy cho nên một người có học vấn chân thật hay không còn phải ở trong cảnh giới mới có thể nhìn ra được cho nên chúng tôi nói Ở trong quá trình trước đây Khá giữ thích đạo Vị khá giữ lập Thực sự gặp phải cảnh giới Có thể không thay đổi nguyên tắc hay không Sức ý chí không dao động Đó mới là học vấn Cho nên học vấn của đường quyền tông Bị thi trượt rồi Thế tôi xin hỏi các vị bạn hữu Loạn an xử nên trách ai đây Có một số Bạn nói là Nên trách Dương Quý Phi tôi nói sai rồi sao có thể trách dương quý phi được chứ dương quý phi nếu như đúng lúc triều thanh ra đời gặp phải hoàng đế khang hy người ta hoàng đế khang hy cũng là như như bất động cho nên vấn đề không phải là ở dương quý phi vấn đề là ở ai cái sắc này là ở đường huyền tông có cái nhân háo sắc này gặp phải cái duyên dương quý phi này mới gieo xuống cái quả này. Nếu như không có nhân thì có 10 cô dương quý phi đến nữa cũng không có tác dụng gì. Cho nên không nên đùng đẩy trách nhiệm. Đó là người không có trí huệ, không có năng lực phán đoán. Cho nên cái chữ sắc này phải đặc biệt cẩn thận, hiện nay không phải phái nam phải chú ý cái sắc này. Theo quan sát của tôi hiện nay ngay cả phái nữ cũng phải chú ý sắc bạn xem hiện nay ngôi sao ca nhạc nam những ngôi sao điện ảnh nam ồ các cô mấy ngày không ngủ đều đi xếp hàng để tận mắt thấy phong thái của ngôi sao điện ảnh nam này là phong thái gì không phải là đức của họ mà là sắc của họ cho nên chúng ta cần cố gắng giáo dục thế hệ sau không nên để cái nhìn của cuộc đời họ đều đặt ở trên vị trí sai lầm cho nên hiện nay không phân biệt nam nữ đối với sắc đều phải cẩn thận dè chừng nhớ kỹ cẩn thận hiện nay sự cám dỗ ở bên ngoài đặc biệt nhiều cho nên các em nhỏ từ nhỏ tiếp xúc truyền hình và sách vở bạn phải cẩn thận bởi vì phu tử có nói thiếu giả giới chi tại sắc Lúc tuổi còn trẻ đã nhiễm phải những thứ sắc dục này Đều có tổn thương rất lớn đối với thân tâm Của cả đời các em Cho nên đệ tử Quy nói Phi sách thánh Bỏ không nghe Che thông minh Hư tâm trí Chỉ cần sách không tốt này đưa cho họ xem Sẽ bịt kín đường thông minh trí huệ của họ rồi Cái gọi là Dục khiến cho trí bị mê Tình sâu Thì trí xa cách Loại tình dục sắc dục đó của họ Chỉ cần mở rồi Trí huệ sẽ như thế nào vậy Liền bóp chết trí huệ của họ ngay Cho nên hiện nay rất nhiều người trẻ tuổi Làm ra những chuyện Người lớn nhìn thấy đều như thế nào vậy Chỉ biết lắc đầu Rất nhiều người nói Sớm biết thế này thì lúc đó không sinh cho rồi Cho nên trưởng dưỡng lý trí cho các em Trưởng dưỡng thái độ làm người xử sự cho các em Là vô cùng cấp bách Vô cùng cấp bách Rất nhiều người đều nói Cái sắc này quả thật là rất khó chịu Bạn cảm thấy ở trong ngũ dục này Cái nào là khó nhất Có thể mỗi người mỗi khác rồi Tôi nghĩ phái nam nhất định sẽ chọn cái nào vậy Chọn sắc Thật ra sắc có chân thật hay không vậy Là hư huyễn Bạn vẫn cho nó là thật Có người chính là do xem dục vọng là thật Gọi là những giặc Làm cha Dường như tôi không đi tranh tiền Không đi tranh danh Không đi tranh sách Mà tôi không bình thường Yêu thương những giặc phiền não này Giống như cha của mình vậy Không rời nửa bước Thật là Si mê khi một ngày biết được quá ra chính là những thứ này đang tàn hại tâm linh của ta Tàn hại trí huệ của ta Người sáng suốt lập tức xả sạch rồi Là xả sạch Một phút một giây cũng không muốn cùng sống chung với nó nữa Tại sao hiện nay nửa bước cũng không rời vậy Không rõ lý Nếu như hôm nay Đúng lúc ở Hồng Kông Có một mỹ nữ rất nổi tiếng Sau đó có một người bạn nói với họ là hôm nay tôi không tiếc số tiền khổng lồ để anh qua đêm với một cô mỹ nữ này anh không cần tốn tiền người bạn này sau khi nghe rồi rất hưng phấn giống dĩ là đi tàu điện ngầm nay thì không đi nữa trực tiếp đón taxi để đi cuối cùng bạn xem anh ấy ngồi ở trên xe taxi tâm của anh ấy như thế nào bị thiêu đốt trong lửa dục cảm thấy nói cái phút giây này đều không bỏ lỡ được cuối cùng đến cái khách sạn này rồi chạy xong vào mở cửa ra phát hiện là em gái của anh ta lập tức từ dục biến thành cái gì biến thành giận mày làm sao ở chỗ này vậy một giây trước dục ở đâu ở đâu toàn bộ biến mất rồi dục là gì là giả là hư huyễn bạn cảm thấy không có nó không được cho nên con người cho hư vọng là chân thật cho nên bị hư huyễn khiến cho cuộc đời suốt đời trống không và việc chân thật là việc quan trọng đích thực đều không có làm cho nên đời người thật sự cần nhận thức rõ ràng khi chúng ta biết Cái sắc dục này Sẽ phá quỷ mình, phá quỷ gia đình Khi chúng ta có thể nhận biết rõ ràng Cái sắc dục này là Trống không Là hư vọng Thì bạn có thể từng ly từng tí mà Buông xả Vì sao con người dục vọng nặng như vậy Thật ra nguồn gốc vẫn là Ở cuộc đời không có mục tiêu Có giá trị cuộc đời căn bản không biết đi về đâu sở dĩ nội tâm của họ không có mục tiêu mỗi ngày cứ buông trôi phó mặc sống ngày nào hay ngày đó mỗi ngày chỉ nghĩ rằng hôm nay ta chỉ cần ăn no là được có thể ngủ ngon là được rồi cho nên cuộc đời như vậy là sẽ hao phí vào trong những thứ dục vọng này cho nên từ nhỏ nhất định phải giáo dục cho trẻ có chí hướng kiên định cái này rất quan trọng cho nên người một khi có chí hướng thì phong thái của nó thái độ của cả cuộc đời sẽ hoàn toàn khác nhau cho nên chúng tôi hỏi các em là tại vì sao em phải đọc sách các em lập tức trả lời bởi vì muốn làm thánh nhân khi nó có loại thái độ này nó toàn bộ đối với thời gian của bản thân nó cũng tốt đối với cử chỉ ngôn ngữ hành vi của nó nó cũng tự mình biết yêu cầu chính mình cho nên các chị bằng hữu để không bị dục vọng sai khiến mà chỉ cần tâm có chí lớn xác định chính mình ở nhà làm người con có hiếu là một người cha tốt là một người chồng tốt trong xã hội là một người lãnh đạo tốt tấm gương tốt tận tâm vì quốc gia vì xã hội được rồi cảm ơn mọi người